về cuộc đời. Có những mất mát đau thương đã qua lâu rồi, giờ con bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù, kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường, sẽ mở rộng một trời yên vui, xua tan mau những ác mây đen phiêu du giữa dòng đời. Đã mỏi mệt nhưng đắng cay khi ở bên làm ta đổi thay, u bê lạc lối. Quay về đi và thứ tha, quên ngày hôm qua chìm sâu trong bóng đêm khi bình minh đến. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù, kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương rộng một trời yên vui, xua tan mau những áng mây đen phiêu du giữa dòng đời. Đưa đây, để mẹ bồng cháu cho. Qua bà nội đi. Con à, mẹ tính như vậy. Mẹ sẽ dọn lại cái phòng ở dưới nhà, để khi nào con xuất viện con ở đó cho nó tiện. Con có đồng ý không? Dạ, dạ được. Mẹ sắp xếp sao cũng được. Ờ, bà Thương, bà Thương. Ồ, đây 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 đây. À, đây 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 đây, bà ẩm nha, bà ẩm nha, ẩm nha, ẩm nha. Anh đang ở trong bệnh viện nơi thằng chồng em đang điều trị. Nếu em không chịu ra gặp mặt anh thì anh sẽ xông thẳng vào phòng để lật mặt hết tất cả. Mấy Tùng ngoan, mấy Tùng ngoan nè. Anh nói với anh vậy đó hả? Vậy anh muốn tôi phải nói sao với một kẻ lừa gạt tôi hết lần này tới lần khác nha anh hả? Anh hứa với tôi là sẽ không làm hại anh Khang nữa, vậy mà anh cho người đụng xe khiến anh bị thương nặng đến như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa, và anh cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh đừng có nghĩ là anh sẽ uy hiếp được tôi nha. Tôi nói cho anh biết trước, tôi thà chấp nhận mất hết tất cả chứ không bao giờ để anh uy hiếp hạ người nữa đâu. Khoan đã. Cái gì, buông ra. Bỏ đi dễ dàng như vậy à? Cô nói là cô chấp nhận mất hết tất cả mọi thứ, có nghĩa là cô chấp nhận mất luôn bé Nhi. Anh định làm cái gì? Nhi là con của anh đó. Đúng, chính vì nó là con của tôi, cho nên là tôi sẽ bắt nó về. Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được nó đâu. Anh biết cái gì về nuôi con mà anh dành quyền nuôi dưỡng? Trong khi nó đang bị bệnh, nó nhớ ba, nó muốn gặp ba. Vậy mà anh chỉ biết chìm đắm trong cái kế hoạch trả thù của anh, là không muốn gặp nó. Anh có thương con đâu hả? Anh có coi nó là con đâu mà anh phải đặt dành quyền nuôi dưỡng nó? Kế hoạch của tôi, tôi sẽ không để cho ai phá vỡ nó. Tôi sẽ để cho bọn chúng thấy và chứng kiến cái cảnh gia đình phân ly đau khổ như thế nào. Con của tôi không được gọi kẻ thù bằng ba. Và nếu như kế hoạch đó không thành công, cô sẽ không bao giờ gặp được cái gì vĩnh viễn, hiểu chưa? Mọi việc đang tiến triển rất là tốt. Con tin là vụ án của ba sẽ sớm được sáng tỏ. Ừ, các con muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhớ sự an toàn của bản thân là trên hết. Ừ, dạ, con biết rồi. Ba, con có chuyện này muốn thưa với ba. Có chuyện gì, con nói đi.
Dạ, chuyện của Sắp Thư liên quan đến vợ của con. Anh Hai, chuyện đó để về nhà nói. Sao vậy? Có chuyện gì? Dạ thưa ba, trước đây Hà có một đứa con riêng bên ngoài. Cái gì? Con nói sao? Dạ, con đã nhận đứa bé này và đem về nuôi dưỡng như con của mình. Con xin ba hãy chấp nhận và tha thứ cho Hà. Vậy mẹ con nói sao? Dạ, mẹ đã tha thứ cho Hà và chấp nhận đứa nhỏ. Vậy thì ba cũng không có ý kiến gì đâu. Dạ, con cảm ơn ba. Honey. Mọi người nhìn kìa, cái gì vậy? Mà phải lâu lắm rồi á, Cẩm Kiều mới cảm nhận được không khí vui vẻ như vậy. Phải đó, em cảm thấy vui lắm. Lẽ ra cả nhà mình phải ăn một bữa tiệc nho nhỏ để mừng Khang và Minh tai qua nạn khỏi. Thôi, tiệc tùng chi cho tốn kém vậy. Cả nhà mình á, ngồi ăn với nhau một bữa cơm là vui rồi. À, tôi nói sót niềm vui ngày hôm nay. Đó là niềm vui anh Trường cũng đã qua cơn nguy hiểm. Cái đó người ta gọi là ở hiền thì gặp lành. Bây giờ chỉ cầu mong anh Trường tỉnh lại, vụ án của anh Phong á, được tháo gỡ, thì hai nhà mình á, sẽ được đoàn tụ như xưa. Đúng không Honey? Đúng rồi. Nè, tới lúc đó là cả nhà mình phải đi du lịch cho thật đã nha. Trời ơi, cái con này chưa gì đã tính chuyện đi chơi rồi ha. Thì đó, lúc đó cả nhà mình đi du lịch hết trơn rồi. Lúc đó thì chị Thiên Lam sẽ ở nhà giữ nhà cho mọi người nha. Hay quá. Thôi mọi người ăn đi. Cô Thành ơi, cô Thành, có mấy người mặt mũi họ bậm trợn lắm, họ đến nơi kiếm người à. Cái gì? Họ kiếm ai vậy? Dạ, họ kiếm cô Thiên Lam mà. Đây, mày đâu rồi? Ra đây. Tưởng chỗ lúc đó là xong hả? Mày ra đây coi. Ra đây. Ra đây. Thiên Lam. Mọi chuyện sao rồi? Đúng như kế hoạch, mọi thứ bây giờ là của anh. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ chứ? Tuyệt đối sạch sẽ. Mọi chữ ký đều là của chị Hân. Ừ, tốt. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Tôi cần thêm một tuần nữa để làm sạch sẽ hết mọi giấy tờ. Trong tuần này tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra. Yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Ba, những gì ba dặn con sắp làm được rồi. Con sẽ lấy lại được tất cả những gì đáng lẽ thuộc về gia đình của mình. Và những kẻ đã hại ba sẽ tan nhà nát cửa, giống như gia đình của mình trước đây. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ. Ma xin lỗi mẹ con ơi, ma mẹ không thể nào chịu khổ được. Ma không thể sống trong cái căn nhà mà mỗi một ngày đều có người tới đập phá đòi nợ. Ma sẽ về đón con, nghe không Trí? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Trời ơi, thật thôi, gia đình này tan nát hết rồi. Ba, hãy để cho mẹ con đi đi. Ba, đi người nào thì đỡ khổ cho người đó con à. Ba, đi được người nào thì đỡ khổ cho người đó. Có phải như vậy mà ba bỏ con đi trước không ba? Mẹ,
Ba sao vậy ba? Ba ơi, ba sao vậy? Ba đừng có làm con sợ mà ba. Ba ơi, ba. Ba. Ba có lỗi với con. Gia đình mình tan nát hết rồi con ơi. Ba. Ba ơi, ba ơi. Ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba. Ủa với ba đi. Ba. Đây là những người đã bắt hại gia đình mình. Ba. Ba. Toàn là người trong con. Ba. 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 Con với ba là con phải trả thù cho ba. Ba tỉnh lại đi ba ơi. Ba tỉnh lại đi ba. Ba. Lần sau con quay lại thăm ba, con nhất định sẽ đem thắng lợi đến cho ba. Đồ chơi hôm trước anh mua cho con có đưa cho nó chưa? Có. Ừ. Tốt. Bây giờ bên đó có thông tin gì mới không? Gần đây không có chuyện gì xảy ra hết. Thiệt không? Em đừng tưởng là anh chỉ gài có một mình em để theo dõi thông tin của kẻ thù. Nếu như em nói dối anh, đừng có trách anh. Thì cũng chỉ là chuyện riêng của Lam thôi. Mà đó là chuyện riêng của cô ta, không có liên quan gì tới chuyện trả thù của anh hết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe. Kể đi. Con mau nói thật cho mọi người biết đi. Tại sao cái đám người đó lại tới đây đòi nợ? Gây chuyện gì rồi đúng không? Ờ, dạ. Số tiền đó... Nè, con mau nói đi, để mọi người biết đường mà tính. Người ta tìm đến tận đây rồi, toàn là dân anh chị không đó. Dạ, số nợ đó con... con mượn giùm cho Thanh Nhã. Cái gì? Con đi mượn giùm? Dạ, thưa cô Kiều, tại vì má của Thanh Nhã cần tiền để phẫu thuật, mà chạy dậy tới lui á, cũng không có mượn được ai hết. Con thấy tội nghiệp cho nên con đứng ra con mượn giùm. Nào ngờ đâu hai ba bữa nay Nhã đi đâu con không có liên lạc được, cho nên người ta quay qua đòi nợ con. Trời ơi, Lam ơi là Lam, hơn cả 100 triệu mà con dám đứng ra mượn giùm cho người ta. Đó là một số tiền lớn đối với gia đình của mình hiện giờ, con có biết không? Dạ. Tại con không ngờ Nhã lại đối xử với con như vậy. Trước đây á, gia đình mình còn khá giả, còn có của để cho con tiêu xài quan phí. Còn bây giờ hoàn cảnh gia đình của mình bi đát lắm rồi mà con vẫn chưa khôn ra hả Lam? Nè, thôi, chuyện đã lỡ rồi, có rầy có la nó cũng không có được cái gì đâu.
Con xin lỗi mọi người. Con biết bây giờ nhà mình đang gặp khó khăn, mà con lại còn đi kiếm chuyện như vậy nữa. Con xin lỗi mọi người. Thôi được rồi. Lam thấy mình vô dụng lắm. Lam không muốn làm phiền mọi người nữa. Lam sẽ tự tìm cách. Chị tìm được cách gì? Thì chị sẽ đi tìm Thanh Nhã. Nếu mà tìm ở Sài Gòn không được thì chị sẽ xuống dưới quê tìm. Chị tìm ra Thanh Nhã thì đã sao? Chủ nợ có cho chị thời gian để tìm hay không? Rồi bạn thân của chị không có tiền để trả thì cuối cùng cũng phải nhờ tới chị thôi. Có đem đủ tiền chưa? À, mời cậu ngồi. Tôi có vài việc muốn hỏi cậu. Hỏi cái gì nữa? Tôi có giấy nợ, con các người mượn nợ. Bây giờ trả hết nợ là xong phẳng, không còn phải gặp nhau nữa. À, chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng về cái số nợ đó thôi. Cháu gái của tôi lấy cái gì làm tin mà để cho anh phải tin tưởng giao cho nó số tiền vay đến 100 triệu? Nè, ông tính kiếm chuyện với tôi hả? Ừ. Con nhỏ này nó có máu mặt trong giới ăn chơi, cho nên tôi mới cho nó vay. Ai dè, tiểu thư gì mà nhục, mới có 3 ngày mà trốn mất tiêu. Tôi đâu có trốn. Số tiền này là tôi mượn cho bạn tôi, chứ đâu phải mượn cho tôi đâu. Mày đứng ra mày mượn, mày bảo lãnh, mày ký tên vô đây nè. Bây giờ nó trốn mày phải trả. Bây giờ muốn nó cứng tao đúng không? Cậu à, cậu nghe Kiều nói nè, dục tóc á là bớt đạt. Cái gì cũng vậy, bình tĩnh, từ từ, đừng có nóng, hư bột hư đường nha. Bây giờ trả không? Dạ trả, trả, trả. Dạ đây, đây là 100 triệu tiền vốn, cộng với 14 triệu tiền lời, tôi trả cậu nè. Cậu đếm lại giùm cho Kiều đi. Thôi khỏi, nhìn mặt bà là thành khẩn, tôi tin tưởng rồi. Mọi người, đừng có để bị lừa gạt. Nhã, mày đi đâu mấy bữa nay để cho chủ nợ tìm đến nhà tao vậy? Tao suy nghĩ mấy chuyện nên tao phải về quê. Bây giờ khi suy nghĩ thông suốt rồi, tao mới quyết định quay trở lên. Lam, mày dừng lại đi, đừng có lừa gạt mọi người nữa. Mày nói gì vậy? Tao không có hiểu gì hết. Cô chú, số tiền này là do Lam bàn với con. Bày mưu để lừa gạt mọi người, chứ con không có mượn nợ gì hết. Cả ông chủ nợ này cũng là giả luôn. Mày im đi, mày nói cái gì vậy? Tao chỉ muốn nói sự thật thôi. Mày vừa phải thôi đi nha. Mày im đi, mày đừng có nói nữa. Nè nè nè, con ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Còn con nữa, kể cho cô nghe mọi chuyện rõ ràng coi. Cô hoang mang quá không hiểu gì hết. Dạ, lúc trước vì con cần tiền cho nên mới giúp Lam làm chuyện này. Nhưng con đã suy nghĩ lại rồi, con không muốn giống như ngày xưa, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài, không có làm được việc gì có ích hết. Con muốn sống đàng hoàng để cho má con được yên tâm, cho nên con mới quyết định phanh phui mọi chuyện. Cô à, cô đừng có tin nó nói. Dễ lắm, muốn biết ai gian ai ngay đi báo công an á là lòi ra hết hả? Ừ, để kêu báo. Không vui nha, không vui nha. Tôi chỉ nhận tiền của cô này là diễn kịch thôi nha. Bất quá tôi trả tiền lại nè. Ban đầu nói với tôi á, chắc ăn lắm, chỉ cần hù là được rồi, ai dè liên quan tới công an. Tôi muốn rắc rối đâu, xin phép ha. Dạ, xin phép ha. Con à, con làm cho cô thất vọng quá. Con Khánh à, cô Kiều, cậu Khánh nghe con giải thích đã. Cô Kiều, cậu Khánh, cô Kiều. Chính vì sự việc đó mà bà Ngân đã đuổi Thiên Lam ra khỏi nhà. Mọi người đều rất giận vì Thiên Lam không biết tu tỉnh, nên không ai đói hoài hay can ngăn gì hết. Cho đến bây giờ Thiên Lam đi đâu cũng không ai biết. Không ai biết cô ta ở đâu luôn sao? Bà Ngân chịu để con gái cưng của mình sống cực khổ như vậy luôn hả? Tình hình hiện nay không còn giống như ngày xưa nữa. Mọi người đã quá mệt mỏi. Chuyện của Thiên Lam giống như giọt nước làm tràn ly, lấy đi hết lòng tin của tất cả mọi người.
cô thật không hiểu, tại sao đến giờ này mà con vẫn chưa chịu tu tâm sửa tính vậy hả Lam? Con thấy con không có làm gì sai hết. Con nói vậy mà con nói được à? Con bày mưu lập kế lừa gạt tiền cả nhà này mà con nói không sai là sao chứ? Là do mọi người đối xử với con không ra gì trước thôi. À, từ sau khi con ra tù á, mọi người đề phòng con giống như là đề phòng dịch bệnh vậy. Con đi đâu á cũng phải trình báo, muốn xin cái gì cũng phải năn nỉ tới gãy lưỡi. Con có nói cái gì á cũng không ai tin, không ai chịu nghe hết. Con làm như vậy á là chỉ muốn có một số tiền để làm ăn thôi. Làm ăn hay là chơi bời hả? Con đừng có ngụy biện nữa, không có ai tin con đâu. Không tin thì thôi, con cũng không cần. Mọi người cứ coi như là không có con đi, con cũng coi giống như mình là mồ côi, không có người thân gì hết. Khốn nạn! Con đã nói như vậy rồi á thì được, cô sẽ không có đứa cháu như con. Sao lại giận dữ như vậy? Không có liên quan tới mày. Cô đừng có nóng với tôi như vậy. Biết đâu sau này cô sẽ nương nhờ tôi. Sau khi bị gia đình và tất cả mọi người ruồng bỏ. Mày muốn tao về phe mày hả? Còn lâu. Tôi thấy vậy nè. Thứ bảy chủ nhật á, mình thêm mấy món như bánh mì hấp, chả giò hay là cá tai tượng chiên xù, hoặc là bánh xèo cũng được. Mình thay đổi để cho khách có nhiều lựa chọn. Chị thấy đúng không? Chị nói đúng đó. Ừ. Con đề nghị thêm mấy món nữa, chẳng hạn như là lẩu nấm nè, bò kho nè, cà ri gà nè. Con nghĩ mấy món đó ai cũng thích hết. Khách hàng thích hay là con thích đây? Thì lúc đó con sẽ là khách hàng thân thiết nhất của nhà hàng hai bà mẹ. Được đó. Vô đây. Con còn về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi? Con đâu muốn về đâu, chẳng qua Khanh lôi con về thôi. Con bước ra khỏi nhà này, mà không muốn thấy con ở đây nữa. Từ nay về sau, con muốn sống sao thì sống, mẹ sẽ không bao giờ quan tâm con nữa đâu. Nếu mẹ đã nói như vậy á thì con sẽ kêu về đây là để xin lỗi, chứ không phải để gây thêm chuyện. Mình cũng muốn xin lỗi lắm, nhưng chưa kịp xin lỗi đã bị chửi xối xả rồi. Con, chị Ngân à, đừng có nóng quá chị. Lam à, nếu em còn giữ thái độ đó để nói chuyện với mọi người thì anh nghĩ em nên đi ra khỏi nhà đi, không cần ở đây một giây một phút nào nữa. Anh đừng có lên mặt mà dạy dỗ tôi. Nếu có thời gian á thì dạy dỗ vợ mình đi. Vợ của anh mang con của thằng khác về cho anh nuôi được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba đó. Lam à, em ra khỏi nhà ngay. Thôi mà con, khỏi cần phải đuổi, tôi cũng chẳng muốn ở đây đâu. Lam. Đúng là quả báo mà. Chị à, từ từ rồi mình khuyên nó gì. Tuần trước em đã dự đám cưới của bạn em ở Singapore. Em đã làm quen được với ông Roger, tổng giám đốc điều hành IPP của khu vực Đông Nam Á. IPP, một trong năm tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á. Dạ phải. Sắp tới IPP sẽ đầu tư xây dựng một khu phức hợp ở phía tây thành phố. Trước mắt thì họ đang tìm kiếm một số đối tác xây dựng cho công trình làm biệt thự của khu phức hợp này. Và thông qua mối quan hệ của bạn em, em đã xin được một cuộc hẹn với ông Roger vào tuần sau, khi ông ấy qua Việt Nam. Và nếu hoàn mỹ của chúng ta thành công tiếp cận với khách hàng này, em nghĩ sẽ tạo ra được một bước tiến vô cùng lớn. Hay quá. Nếu vậy thì ngày mai anh sẽ vô công ty cùng với mọi người chuẩn bị tài liệu cho cuộc hẹn này. Thực sự thì em rất cần anh, nhưng anh còn đang trong thời gian dưỡng bệnh. Không sao đâu, chân anh đi lại hơi khó, nhưng cái đầu của anh còn hoạt động tốt lắm. Để em phụ với hai người nha. Em nghĩ là chị Khanh sẽ giúp được nhiều đó. Xin lỗi nha, em không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu. Bây giờ thì em đã biết được nguyên nhân tại sao anh lại quyết định cho em nghỉ phép một thời gian dài rồi chứ. Sau tai nạn của anh và anh Kiệt, em mới thấm thía lời ba dạy. Bây giờ chuyện vui nhất đó là gia đình được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Vậy là quan trọng nhất rồi đúng không? Chuyện tiền tài vật chất cũng không còn quan trọng, hận thù cũng không nên đeo mang làm gì nữa. Em nghĩ lại, em thấy thời gian qua em đã không đúng. Em cứ hận thù, mù quáng, em cứ lao vào mớ bồng bông đó. Nghe em gái của anh nói vậy, anh vui mừng lắm. Thật lòng thì anh chỉ muốn em gái của mình có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Anh hai yên tâm đi, em biết là từ nay em phải làm gì rồi. Hay quá. Vậy là lần này em không phải chiến đấu một mình nữa rồi. Tất nhiên rồi. Tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng lên. Em không cần phải hỏi ngược lại, chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi. Nói đi. Khanh có dẫn Lam về nhà. Bác xin lỗi và xin gia đình tha thứ. Nhưng mà cô ta ngang bướng, lại còn tranh cãi, cho nên là anh Khang đuổi thẳng. Anh không cho ở trong nhà nữa. Sao giờ này bên đó im ắng quá vậy? Hay là em vẫn biết mọi chuyện mà em không chịu nói? Không có. Tốt nhất là đừng có giở trò với anh. Nếu không hối hận không kịp đâu. Cơm gần chín rồi, em đợi chị chút nha. Chị còn xào rau nữa là xong rồi. Anh hai tôi khỏe lại rồi, chị có thể đi được rồi đó. Chị sẽ đi, nhưng mà hai ngày nay bé Tùng nó mọc răng, cho nên nó còn sốt. Em cho chị ở lại thêm mấy bữa nữa cho nó khỏe hẳn. Chị sẽ nói chuyện rõ ràng với anh Khang, rồi chị sẽ đi mà. Tôi không muốn chị nói gì với anh hai tôi hết. Anh hai tôi là người đơn giản, tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà ít nghĩ đến bản thân. Tôi không muốn là anh tôi bị tổn thương, bị dằn vặt vì đã quá tin tưởng chị, đã nuôi ông tay áo, để cho chị phá hỏng hết tất cả mọi thứ trong nhà này. Chị biết là chị phải làm gì rồi. Chị hứa là chị sẽ im lặng ra đi. Bé Tùng và anh hai tôi vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, vẫn cần người để chăm sóc, nên tôi cho phép chị ở lại với một điều kiện. Chị phải giúp tôi tiếp tục đưa tin cho Minh Triết. Alo Mẫn hả? Tao có chuyện nhờ mày giúp. Tao đang kẹt chỗ ở vài ngày, mày cho tao mượn một phòng bên khách sạn nhà mày cho tao ở đỡ vài bữa được không? Không được hả? Thôi được rồi, cảm ơn mày. Alo Nhã hả? Mày đừng có cằn nhằn tao nữa được không? Tao có chuyện mới nhờ mới gọi tới mày. Tao đang kẹt chỗ ở, tao qua bên nhà trọ mày ở đỡ vài hôm nha. Không cho ở thì thôi, chứ đừng có cằn nhằn lên lớp dạy đời tao như vậy. Toàn thứ gì đâu. Bình thường thì bạn bạn bè bè, tới lúc có chuyện nhờ giúp đỡ á thì không có đứa nào giúp. Nếu bây giờ hối hận, muốn về nhà vẫn còn kịp đó. Lam đã gây ra quá nhiều chuyện như vậy, không phải muốn về là về. Đúng, không phải nói là được, mà phải làm.
sổ sách bên công ty An Phát do anh Triết đem qua có vài điểm nghi vấn. Em đã đòi giải trình cả tuần nay, nhưng phía bên anh Triết chưa có phản hồi gì. Cô thấy nghi ngờ ở điểm nào? Dạ thưa, dòng tiền cứ đi lòng vòng quá mức cần thiết. Điều này dễ gây ra lỗ hổng và thất thoát nếu như có một ai đó muốn giở trò. Thôi được rồi, trước mắt cô hãy khoan hối thúc bên đó phản hồi lại. Vì nếu bọn chúng thực sự có âm mưu, chúng ta làm như vậy sẽ là bước dây động rừng. Việc cần thiết nhất bây giờ là cô hãy nhờ một công ty kiểm toán nào đó thân tín với bên chúng ta kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cho tôi. Dạ em hiểu rồi, em xin phép ra ngoài làm việc. Ừ. Con nghe nè mẹ. Con xong việc chưa? Đi ăn trưa với mẹ nha. Dạ, con xin lỗi, con có hẹn rồi. Vậy hả? Vậy thôi, tối nay mẹ con mình gặp nhau. Con xin lỗi, tối nay con cũng bận rồi. Thôi được rồi. À, mẹ đã sắp xếp được cuối tuần này để đi tảo mộ ba con với con rồi. Dạ, con xin lỗi mẹ, con đột nhiên không muốn đi nữa. Con phải làm gì tiếp đây? Con chào mẹ. Nhưng mà là cổ biết thân biết phận của mình, chứ không phải là giống bài kia không cách biết vị trí của mình hả Lao? Tôi nghĩ ông nói hơi quá rồi đó. Ây da, à, con khai trở lại chơi à? Gọi là làng sĩ nhân viên hả bà? Tôi muốn hỏi ý Nam và anh hai, làm có thể làm cho vô công ty mình làm việc được không? Chuyện này mà sao không thể quên. Bé Nhi nhớ nha, ba là ba của con, không có ban khang nào hết. Con có nghe ba nói gì không? Nhi, tại sao con khóc? Tại sao bây giờ lại như vậy? Tôi vẫn chưa nắm được hết cổ phần. Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện gì, coi như bao nhiêu công sức của tôi đổ xong đổ biển hết. Anh yên tâm, tôi đã có cách đối phó rồi. Cách gì? Như tôi nói trước, nếu mà phải hối lộ để có dự án này thì tôi xin lỗi, tôi không làm đâu. Rất tốt, rất tốt. Cô Hân quá là người thẳng tiện. Hiếm có, tôi rất thích điều này. Chi phí ăn uống mua sắm gì đó cứ thoải mái, không cần phải lo. Tôi biết rồi. Vậy là thông tin thứ hai về thời gian ông Roger xuống máy bay chính xác hơn lần thứ nhất. Kẻ đưa tin sai, tôi sẽ bắt hắn trả giá. Dạ, chuẩn bị đi phát thiệp rồi sao? Dạ, con nghĩ là nên phát từ bây giờ, chứ con sợ không kịp. Thời gian vừa qua hai đứa đã quá vất vả rồi. Thôi thì tuần trăng mật cũng nên đổi thành tháng trăng mật đi để nghỉ. Đồ này nó cũng đẹp đó, mà nó không có hợp với nội. Không có vui nha. Nghe nói câu vui vẻ nè, kỳ quá. Dạ hợp, mà không có đẹp. Con sẽ ăn một tô bánh canh cua. Lấy cua không có lấy giò, lấy hành không có lấy ngò, lấy ớt không có lấy tiêu, lấy nấm mà không có lấy quýt. Trời ơi, ăn có hai tô mà hành người ta như quỷ vậy đó. Mình đi ăn trộm, mình cũng phải để đứt lại cho con cháu. Ví dụ như bây giờ mày ăn cắp cái tivi thì mày lấy cái tivi thôi, mày chưa cộng dây điện lại. Em có cái thói quen là thích lái máy bay bà già, mà mỗi lần em đụng tới bà em lái cái bà đẻ, em lái cái bà đẻ riết cái người đẻ. Bà già. Trời ơi bà ô tá. Nó đây. Cái con bóng bồng bềnh y tá kia. Dạ. Mày thấy lụa là mày mừng lắm hay. Sầu riêng mà ban nguyên trái mình rồi. Em là ai sao lang thang qua chốn này, làm xôn xao cả thành phố em đi qua. Những giấc mơ muôn màu sẽ mang anh về, về gần bên em. Chỉ cần đón xem chương trình và nhắn tin là có cơ hội rinh quà cùng danh hài đất Việt với phần thưởng 20 triệu đồng mỗi tuần.
Đón xem Danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 23 tháng 12 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 40 phút thứ năm ngày 24 tháng 12 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.